Hiếu ăn gì Hiếu? Thịt nướng mà heo dạng mới. Ủa mà con bún thịt nướng thiệt mà, nhưng mà bánh hỏi thôi, con không ăn bún đâu, đúng. Không phải ăn bún, ờ đúng rồi đó. Để coi chú bộ đội cuốn cuốn tôi coi xem sao. Ghê chưa? Kệ ngon được. Chấm. Chấm mặt gấu. Ngon quá. Ngon yêu. Cái gì cũng thèm, cái gì cũng thèm hết. Trâm đang bánh hỏi xem màu xanh lè ta. Ngon Trâm. Ngon không? Không hả? Con Trâm nó kêu không ngon là cái phần Trâm đừng cho nó ăn nó ngang. Tại nó kêu dở. Ủa không ngon mà sao nó gấp cái ly tới lìa ta? Không ngon là để em ăn được rồi. Ủa nghỉ Tết chưa đâu? Chưa. Năm tới ngày mới nghỉ. Thì là mấy em ngày 5 tháng 2 đến ngày 14